Thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 3 năm 2014, ngày đầu tiên bức tường tưởng niệm cuộc chiến Việt Nam hình chữ V khắc tên của hơn 58.000 cựu chiến binh Hoa Kỳ đã thiệt mạng hoặc mất tích trong khi tham gia cuộc chiến Việt Nam. Bức tường là phó bản được xây dựng năm 1996 và đã được đưa đi đến hơn 400 thành phố của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay đã được chở đến trưng bày trong khung viên của Hội trường cựu chiến binh Hoa Kỳ tiểu bang California, thành phố Fresno. Lưu lại tại đây 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 3 năm 2014. Thưa quý vị, Bảo tàng viện di động này cung cấp một cái nhìn tổng quát về chiến tranh Việt Nam và rất nhiều thư từ kỷ vật được trưng bày. Vũ Nhân, kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của quý cựu chiến binh và thân nhân bạn bè của tử sĩ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Whenever the replica or any Vietnam memorial comes close to where we live, because I lost a very good friend and neighbor to the Vietnam War, as well as Raquel here losing her brother in Vietnam. So I always feel it's an honor to come out to see the display and to honor the servicemen that fought for our country. Also, I would like to say that I love that they bring the wall, because the wall in Washington, D.C. is just so far away that a lot of people can't really get over there to see it, you know. And I know my sister's been there, and I have family that's been there, but haven't been able to get over there. So whenever it comes to town like this, I love to come and see it. You know, my brother lost his life in Vietnam. I actually had two brothers that went to Vietnam, and one of them didn't make it, and the other one, thank God that he did come back to us. So I really appreciate, I love the whole idea. Rangers, yeah, we worked together, you know, and I enjoyed them. It was fun, you know, and I learned a few things. And they trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, tôi đã chiến đấu bên cạnh các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những người thật là tuyệt vời. Tôi cảm ơn họ, những người chiến sĩ anh hùng đã chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và quê hương của họ. Tôi có rất nhiều kỷ niệm và hình ảnh về họ. Tôi có thể tâm tình với anh một hoặc hai tiếng đồng hồ, nhưng tôi nghĩ anh không có thời giờ để dành cho tôi. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bên cạnh tôi trong thời gian tại Việt Nam. Just to, if anyone wants to stop by and see this museum, well, we're going to be here today and tomorrow. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.